Thưa quý vị, gửi đơn thư đến chương trình hộp thư truyền hình tập thể gồm các ông Phan Văn Trần, Vũ Ngọc Hấn, Nguyễn Văn Dưỡng, Nguyễn Xuân Quyên, Phạm Quốc Chính, Nguyễn Văn Hoàng, Huỳnh Văn Thiện, Phan Văn Tịnh, Lê Văn Cát ở thị trấn Lộc Hải kiến nghị về một số chế độ cho thương binh. Phóng viên chương trình đã đi tìm hiểu vụ việc. Trong đơn thư gửi về đài và gặp gỡ trao đổi với phóng viên, đại diện tập thể các thương binh cho biết, các ông là thương binh nặng, loại 1/4 mất sức, 81% đến 98%, bị liệt nửa người, liệt hai chi dưới, ngồi xe lăn, đi lại khó khăn. Thời gian qua, các ông đều có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng quan tâm xem xét chế độ trang cấp dành cho thương binh 1/4 đã bị cắt giảm. Cụ thể, theo các ông cho biết, lúc còn nằm viện quân y 175 và khi chuyển về đoàn an dưỡng, các ông đều được cấp đầy đủ 14 loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, đồ dùng phục vụ sinh hoạt gồm nệm mút nằm, xe lăn tay, giày nẹp đến bẹn một cặp, tó nách một cặp, phao ngồi hay nệm ngồi chống lở loét, ni lông nằm 2m x 1m, quần áo dài, quần áo lót, tất chân, bô cầu, bô tiểu, tiền sửa xe lăn, khăn mặt, chậu rửa mặt. Tuy nhiên, đến năm 2016 thì các chế độ trang cấp này đều bị cắt giảm tùy vào tình trạng của từng thương binh, nhưng hầu hết các ông đều đã bị cắt phần nệm mút nằm. Các ông muốn làm rõ lý do bị cắt các trang cấp. Chúng tôi có một số ý kiến đối với này sở cũng như các ban ngành của sở và lãnh đạo của tỉnh. Vì điều kiện của anh em thương bệnh binh chúng tôi tuổi già sức yếu, từ đó chúng tôi thường thường phải nằm nhiều. Do vậy chúng tôi cần có cái sự hỗ trợ của sở về vấn đề đệm để cho chúng tôi nằm đỡ phải cấn dướng dạt đường gây nét lở, sinh ra những nét nở sâu của bệnh tật. Nên chúng tôi cũng cần phải có những cái đệm như vậy. Do vậy, chúng tôi xin đề nghị sở cũng như là các ban ngành của tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ cho anh em chúng tôi. Là nhờ là sở và là sở y tế và những người thầu của y tế là tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi trong cái thuốc điều trị và các cái hỗ trợ như bịch tiểu, ống sông và là cá bốt để nhu cầu thực tế của thương binh như vậy. Thưa quý vị, phóng viên chương trình đã liên hệ với lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội để tìm hiểu về nội dung kiến nghị trên và được thông tin tháng 12 năm 2023, Sở đã có công văn trả lời đề nghị của chính thương binh này với nội dung như sau. Vì các ông Phan Văn Dần, Vũ Ngọc Hấn, Nguyễn Văn Dưỡng, Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Quốc Chính, Nguyễn Văn Hoàng, Huỳnh Văn Thiện, Phan Văn Tịnh không cấp một số loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình. Lý do vì Sở đã ban hành quyết định số 2312 ngày 9 tháng 9 năm 2008 cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình thay cho việc cấp trực tiếp phương tiện. Việc cấp tiền là thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 17 năm 2006 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Việc cắt trợ cấp thêm để mua các đồ dùng phục vụ sinh hoạt. Năm 2016, Sở đã phối hợp với các địa phương rà soát, đối chiếu lại toàn bộ tình trạng thương tật hoặc bệnh tật ghi trong hồ sơ của người có công với cách mạng với việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, thiết bị phục hồi chức năng. Đồng thời đối chiếu theo các quy định hiện hành và công văn phúc đáp của Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các ông Phan Văn Dần, Vũ Ngọc Hấn, Nguyễn Văn Dưỡng, Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Quốc Chính, Nguyễn Văn Hoàng, Huỳnh Văn Thiện, Phan Văn Tịnh liên hệ trực tiếp Trung tâm Giám định Y khoa để được hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ và tiến hành xác định tình trạng sức khỏe với các vết thương đã được xác lập theo hồ sơ thương binh. Chi phí khám bệnh do cá nhân tự chi trả. Vì trường hợp các ông không thuộc nhóm đối tượng được Sở giới thiệu đến Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh để giám định lại. Sau khi có kết luận xác định tình trạng sức khỏe, thương tật, đề nghị các ông cung cấp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp đề nghị Cục Người có công xem xét, hướng dẫn, cấp thêm tiền mua các đồ dùng phục vụ sinh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người có công với cách mạng.